pin này nó sẽ list lên một cái sàn Loopy Exchange. Các bạn tin để tham gia chương trình này góp, các bạn click phần link mô tả mình để chat chatbot. Nhiệm vụ nó rất là đơn giản luôn. Vì mình cũng sợ mất thời gian của anh em nên mình đã làm rồi, nên mình review lại, mình có để một cái bài viết ở dưới cho các bạn tham khảo. Các bạn làm lần hai lần là được à. Thì nó yêu cầu gì thì mình làm nấy à. Các bạn chờ một chút nha bạn. Trời lóc ngoài trời. Rồi sau khi các bạn click cái phần link mô tả mình, các bạn bấm nút ta. Rồi nó hiện lên một cái các bạn join vào iGroup. Nha các bạn. Rồi các bạn lướt captcha. Join iGroup, các bạn lướt captcha xong cái nó ra nhiệm vụ gì, các bạn join kênh Telegram group nè. Follow Taylor và request pinbot. Các bạn tan ba người bạn mình vô các bạn. Rồi các bạn đăng ký một cái sàn Lucky Exchange đây nè. Rồi các bạn join kênh Telegram channel nữa nè. Rồi các bạn bấm vào nút submit direction. Submit xong rồi xanh cái nó kêu mình điền cái username Telegram, các bạn điền username Telegram, các bạn vào setting mà để lấy cái username Telegram của mình. Rồi các bạn nó kêu mình điền cái username Taylor, các bạn vào trang cá nhân mình copy username Taylor của mình bắt vào. Rồi các bạn đăng ký một cái sàn này, rồi các bạn bắt địa chỉ email của cái sàn này vào. Rồi các bạn lấy địa chỉ, nó kêu mình lấy cái địa chỉ ERC20, các bạn lấy địa chỉ ERC20 với chút wallet MetaMask, tôi cần gì nền tảng ERC20 sao bạn. Các bạn bấm vào balance để check token, các bạn sẽ nhận được 100 token spin. Con này sẽ khoảng 10 đô ạ. Mỗi một lượt get là 50 spin khoảng 5 đô. Rồi các bạn lấy đến get chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm token nha các bạn. Kèo này thấy cũng ngon. Thêm các bạn một cái kèo, nó là cái kèo nhận 100.000 tóc cần có ký hiệu là DRT. Các bạn mình đăng ký một cái tài khoản, mình không hướng dẫn các bạn đăng ký nữa các bạn. Đầu tiên thì các bạn điền đăng ký một email password, xác nhận password. Rồi các bạn vào mail mà lấy cái mã code mà bạn cầm fit vào các bạn. Rồi các bạn login các bạn. Các bạn sẽ nhận được 100 tóc cần có ký hiệu là DRTX. Cái này, con này sẽ 27 tháng 4 này, con này nó cho chay các bạn. Hiện giờ nó mới cái bản beta. Thông tin của nó là 27 tháng 4 nên nó cho giao dịch hết. Rồi, các bạn bấm vào một account nè. Sau khi các bạn bấm vào một account, nó sẽ ra hiện ra một cái đầm wifi của máy mình, nó lót hơn không nổi nha các bạn. Sau khi bạn bấm account, nó hiện các bạn lên một cái bảng invite friend. Các bạn bấm vào mới liên kết chia sẻ cho bạn bè và người thân, các bạn để nhận thêm tóc cần từ cái sàn mới này các bạn. Con này sẽ chương trình iGroup nó sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 4 được. Để mình cố gắng mình cái trang web này, cái sàn này nó hơi nặng rồi mà quay phim màn hình nữa nên mình không có login được các bạn. Cũng khổ nói không. Các bạn nhớ bỏ like một like và subscribe ủng hộ mình để bấm vào account sớm mình lót được hết trơn. Tại mình làm video rồi nó chậm nghe các bạn. Nè các bạn, rồi nó ra một cái giao diện như vậy nè. Các bạn lướt xuống nghe các bạn. Các bạn bấm vào restrict and fin nè. Rồi restrict fin nè. Nắp vô đây nè các bạn. Rồi nó sẽ hiện ra một cái link ghép là này. Các bạn copy link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Câu này mọi thông tin gì nó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái IC hay là gì đó mình sẽ cập nhật sau. Còn video mình đến đây sẽ kết thúc nha các bạn. Mình sẽ nhận được 100 token có cái hiệu là DRTX. Vậy video mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn.